Và chào Đồng Hải, xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn. Đây, có cái hành trình để đi vào trong dãy của hai vợ chồng mình, nó là như thế này đây này. Buổi sáng nay ấy, thì trời rất là đẹp, sau 3 ngày mưa liên tục thì vợ chồng mình có mua mấy triệu tiền cây giống, để những cây ăn quả thôi chứ còn không phải là những cây cà phê hay sầu riêng đâu nhé. Đây mới là những cây chôm chôm, măng cụt rồi dừa, nói chung là linh tinh mỗi thứ một chút, là cũng mua hơn 2 triệu tiền cây giống rồi mọi người ạ. Đấy thì bây giờ thì hai vợ chồng mình đang chuyển nốt còn mấy cây nữa. Mọi người nhìn thấy nó đang chùm qua cả đầu luôn đây này, buộc đằng sau xe. Sáng nay thì Đồng Hải đã chở vào hai chuyến vào trong vườn rồi. Bây giờ thì trên cái siêu xe này thì chở cả bà xã mình đi cùng nữa để đi vào đấy. Bà xã còn làm cameraman. Mấy hôm nay bà xã mình vẫn còn chưa khỏe. Chỉ có mỗi khỏe về nói chứ thôi, chứ còn làm thì chưa làm được mọi người ạ. Thôi bây giờ thì hành trình của vợ chồng mình bắt đầu tiếp tục. Giờ thì đường đoạn ngoài này vẫn là đang đường nhựa thì mới dám ngồi này thôi, còn một chút nữa thì vẫn có độ mấy trăm mét đường đất thì lúc mới học thì là sẽ phách bộ thần quyền, còn mình sẽ chở cây đi xuống. Nhưng mà chắc là cái đoạn đường đấy thì hôm nào mình làm xong nhà ấy, cái chỗ cái đường bê tông như kiểu đường lên nhà giáo sinh ấy thì nó chỉ hết không hết nhiều tiền đâu thì, để đi lại chứ không lo trơn ấy. Cho tiện lợi đi lại chứ mình đã ở trong vườn trong dãy rồi mà nó lại đi đường đất mưa gió thì khổ lắm, nó trơn nhớ làm sao ngã không là chết được. Lần đầu tiên đi xe máy thì ngồi đằng trước cả nhà không nọ ngồi rồi nhưng mà không được lên phim. Ôi giời, đâu mà ngồi rồi, ngồi đó là ngồi thử thôi chứ hôm nay là ngồi để đi, hôm bữa là ngồi thử tí là trước xem tình hình thế nào. Nhưng hôm nay đi thì cảm giác ngồi đằng trước thì thích lắm cả nhà. Ngồi siêu xe nữa, thật sự là rất là may. Coi như trước khi đi thằng em ở dưới Bình Thuận nó tặng cho con siêu xe này, chứ không thì sang đây con AB mới ở con SH của nhà mình thì khóc ra tiếng mán luôn. Đi con siêu xe này thì nó cảm thấy rất là yên tâm. Sửa đến cái đường đất để dành cho Ngọc Thủy để đi bách bộ thần quyền rồi. Đi vào cái đường đất cũng hơi sợ sợ, mình sợ trơn ngã. Cả nhà ơi, đến cái đoạn đường đi xuống cái vườn nhà mình đường đất này, trời mưa trơn lắm, mình không dám đi, để Đồng Hải chở cây đi trước. Mưa xuống cỏ nó lên kinh khủng luôn cả nhà. Nhưng mà ở đây người ta cứ kệ nó thôi, kệ nó xong rồi người ta phát cỏ đi là lại được một lớp phân. Trời này thì trồng cây rất là tốt, cho nên hai vợ chồng hôm nay đi vào để trồng cây, trồng cây ăn quả đủ các loại, để đến lúc mùa nào thức nấy, có trái để ăn. Cả nhà thấy cà phê không? Tốt lắm. Người ta bỏ phân xong rồi đấy, bên cái vườn bên này thì người ta phát cỏ sạch sẽ rồi, người ta bỏ phân rồi. Đấy, còn cái vườn bên này thì cỏ đang rất là tốt. Cỏ đang rất là tốt luôn, nhưng mà mai kia nó nắng nắng lên là người ta phát đi thì nó lại sạch giống như bên này thôi. Nó cũng không quan trọng lắm. Phát bằng máy rất là nhanh ấy mà. Đấy. Này cả nhà ơi, cà phê này. Cái cây này nó sao mà quả nó nhiều mà nó lại to thế này không biết nữa chứ. Còn những cây này là sẽ chín sớm hơn là mọi cây khác đấy. Đấy, cây bên này thì quả to này.
Còn cây bên này thì quả lại nhỏ xíu. Đó. Mình cũng không hiểu được nữa. Có cây nó ra sớm. Đấy, cây bên này quả nhỏ xíu như thế này. Cây bên kia thì to đùng. Chắc là tại giống đấy cả nhà nhỉ. Cả nhà có ý kiến gì không? Cho Ngọc Thủy xin cái bình luận nhé. Hôm nay thì trời nắng rồi, có mặt trời rồi. Đấy, mặt trời. Có mặt trời rồi, hôm nay ạ. Nếu như có mưa thì cũng mưa vào buổi chiều thôi. Nên sáng nay trồng cây rất là ok. 3 ngày trời hôm rồi là nó mưa tầm tã cả ngày, cả đêm luôn. Mưa không ngớt luôn. Đường này là Đồng Hải tính là làm nhà xong sẽ đổ một cái đoạn đường này là Đồng Hải tính đổ bê tông. Đổ nhỏ nhỏ giống như là đi lên nhà cháu Xính thôi. Để đi cho nó không trơn không trượt, đi xuống vườn chở phân chở cái gì cũng vậy, không có bị trơn trượt, không sợ té ngã. Đi vào vườn nhìn những cái cây cà phê như thế này cả nhà ơi, thích lắm. Mong làm sao là cuối năm thu hoạch là nó được giá. Nó vẫn ổn định giá như bây giờ thì rất là tốt. Rất là thích cả nhà, vào vườn vui lắm. Đã vào đến vườn nhà mình rồi cả nhà ơi. Đây là cái nền nhà mà chuẩn bị để mai kia làm nhà ở đây đó cả nhà. Chả biết biệt phủ hay là cái gì nhưng mà cả nhà thấy không, những cái đám cỏ mà nó được mưa nó lên như thế này đây. Rốt kinh khủng luôn. Bây giờ xem là bàn xem rồng ở bờ mương kia rồng những cây gì nào. À, 5 cây dừa là mình trồng bờ ao rồi. Rồi. Còn từ đây xuống này. Cây roi trồng dưới bờ ao đi. Rồi, ok. Mà từ bên tay trái này đi thẳng xuống là mình trồng một hàng cây. Anh thích trồng cây gì? Ủa, anh trồng trên bờ mương nữa, trồng bớt mấy cái cây gì đi. Thì anh trồng cây gì anh trồng? Họp bàn gia đình hẳn hoi. Họp bàn gia đình hẳn hoi. Cái cây này là cây cây gì anh nhỉ? À, phải là cái gì em quên mất tiêu rồi. Chôm chôm. Cây này cơ mà. Cây là cây quả hồng xiêm. À, quả hồng xiêm còn gọi là cái gì? Hả? Chả biết trong này họ gọi là cái gì. À, tự nhiên sao mình quên đi nhỉ? Hồng xiêm còn gọi là còn một tên khác nữa. Dừa nó chỉ mới nhỏ nhỏ xíu như thế này thôi cả nhà. Đấy, sáng nay thì đã tập kết hết xuống kia kìa. Đồng Hải đi 3 chuyến. Đồng Hải tập kết ở đây này cả nhà ơi. Đấy, xếp cây vào trong bịch xong rồi hả cho vào siêu xe để chở. Sao mà anh bày lung tung thế này? Đây là chanh, rồi vú sữa, nhiều cây lắm. Còn ở xa xa bên kia là bác Năm đang phát cỏ. Phát cỏ để trồng ngô cả nhà. Đây cái chỗ này là Đồng Hải trồng cây xoài ở đây á cả nhà. Cây xoài đây là nó ở đằng sau nhà. Đằng sau nhà để nó che nắng cái buổi chiều. Nói thật là mình trồng đây thì nó vừa là cái cây ăn quả, vừa là cây bóng mát, vừa để nó che gió. Gió cho những cái cây cà phê ấy.
Thực ra thì cái bác mà bác ấy bán cây giống ấy, bác ấy bảo là bỏ phân nở, rồi bỏ lân. Nhưng mà mình thì chưa mua được những cái loại đấy. Thế là đành bỏ cái humic thôi. Humic là cái kích rễ. Xong rồi mình từ từ sẽ bỏ sau những cái loại khác, phân khác khi nó đã bén. Bén rễ rồi. Ở đây anh tính trồng cái gì hả anh? Cứ đào thôi. Cứ đào thôi á? Xong rồi tí nữa. Chanh đi chứ, quanh nhà thì đấy. Đây nó gần bờ mương cả nhà. Tấp nó không tán ra cái cây gì. Đây nó gần bờ mương mà cái mương này á thì mùa khô người ta mới xả nước. Nhưng mà xả theo lịch trình. Ví dụ như 10 ngày nửa tháng người ta mới xả một lần. Làm gì có, cả một vụ năm vừa rồi được có 2 lần xả. 3 lần. Không, vụ năm vừa rồi được có 2 lần còn mỗi năm được 3 lần. Thế á? Đấy. Ừ, Tuấn nó bảo thế á? Ừ. 2 lần nhưng mà một lần người ta xả mấy ngày? Thực ra nó là thế, tôi chả biết dường như năm nay là được có 2 lần. Thế là còn mùa mưa này là nó cứ khô như thế này á. Ừ. Mùa mưa tích nước vào thì mùa khô nó mới xả. Thôi nếu mà anh trồng cái chanh này anh chỉ đào thế là được rồi, không có sâu quá. Sâu thì nó mát. Đấy. Đi sang bên kia đào để trồng cái cây lê kima. Không đem cái thước đi để đo cái nền nhà để trồng. Ở đây thích lắm, chưa có làm nhà nhưng mà mình để cái gì ở trong đây là còn nguyên si, không có ai người ta người ta vẫn đi ngang qua đấy nhưng mà không có ai lấy gì cả, của mình là của mình. Người ta không động cái kim sợi chỉ của ai, chỉ lấy vàng thôi cả. Còn không? Cái linh tinh cái thứ đây họ không bao giờ họ lấy, họ chỉ lấy cà phê với sầu riêng thôi. Chỉ mất trộm sầu riêng thôi, cà phê có ai lấy đâu. Sầu riêng là vì người ta bẻ hàng quả hay quả người ta ăn ý. Nếu 20 quả thì họ bán. Đấy, trồng cây lê kima ở đây. Sao mà mình rất là thích cái cây này mà Đồng Hải không thích. Mà hôm qua mua một cây đắt lắm cả nhà. 70.000 đấy. Trong khi đó dân đã bảo nó rụng đầy ra. Nhưng mà tại vì mình thích cho nên là mình vẫn cứ trồng. Thích ngang thích ngược. Đồng Hải không thích cái cây này đâu. Thì họ không bán được, nghĩa là họ mới bán rẻ đắt. Nhưng mà mình thích cho nên là mình vẫn cứ trồng. Thật sự là mình rất tiếc nó chùm lên cái cây cà phê này. Không sao đâu, cây đó nó cao mà. Cà phê người ta còn trồng cây chắn gió nữa mà. Anh thấy vườn nhà chú Ngọc đây, sầu riêng người ta trồng xen với cà phê có sao đâu. Mất năng suất nhiều lắm. Nó mới là năng suất. Cái vườn nhà bên nào là sầu riêng, nào là bơ, nào cà phê, nào tiêu. Đấy. Mà tiêu á hả, người ta cũng thu 2 tấn. Cà phê thì cũng năng suất cũng vẫn là 8 tấn thì mất thứ kia. Đâu có mất đâu. Cà phê người ta năm rồi người ta thu 8 tấn đấy. Anh thấy miệng chủ nhà nói đấy còn gì nữa. Có điều là chăm như thế thì nó cũng hơi nhiều công và nhiều ấy á. Người ta chăm nhiều phân lắm. Trên cái bờ mương này anh thích trồng cây gì nữa? Cây ở dọc bờ mương. Thôi ở dọc bờ đường đi. Dọc bờ đường trước đi. Hả? Dọc bờ đường đi cho đẹp vườn. Rồi mai kia tính mình trồng cái gì ở trên bờ mương này cũng được. Hay là trồng sầu riêng ở bờ mương này. Cái giá trị quá bờ mương người ta lại. Hay là trồng chôm chôm đi. Một hàng chôm chôm trên bờ mương này đi. Đúng rồi. Mà năng suất cũng được lắm. Không cao đâu mà. Mà năng suất cũng tốt mà. Chôm chôm thái 30.000 một cân. 15.000. 15.000 là chôm chôm thường. Buôn. Mình đâu cần bán buôn, mình ra chợ mình bán. Chưa rồng nó tính bán mà. Thế mới đều.
đó là cây vú sữa ăn được cả cả vỏ đấy. À, cái này nhỏ lắm. Trồng ở đây. Có mùi cây ăn cả vỏ à? Đúng rồi, còn hai cây vú sữa lọt rèn. Còn bên trong kia anh trồng gì? Chanh. Ờ, trồng cái chanh, còn một cây trồng dưới kia. Dưới gần cầu nước đấy. Rồi, ok. Chanh này là chanh tứ quý. Tứ thì. Trồng cái măng cụt gần nhà cho nó mát. Nó đào cái hố vuông vuông cho nó đẹp. Đào cái gì nó dễ hơn thì. Cái chỗ đấy hôm rồi cái xích xe nó xuống. Nó xuống cái chỗ cái đất củ của nó cứng. Đất mặt của nó. Rồi xong bắt đầu xe cộ nó đi. Máy xích nó đi nhiều lần rồi. Máy xích máy cuốc lần trước nó đi, nó có hố nó cũng đi qua đi lại. Xong máy xích vừa rồi. Cái măng cột này như kiểu là nó lỏng chân, à bị gãy cái ấy rồi. Gãy cái cây cắm ấy. Cây cắm. Trồng xong là phải chặt cây để cắm, để cột nó lại để giữ, không có nó gió nó lung lay gốc là nó chết hết. Mình không cột thì mình buộc à, mà buộc. Mình nhà Tuyên Quang mà. Gốc ở Hà Nội mà. Thế là buộc thôi chứ không cột. Ừ, buộc. Mình sẽ trồng rất là nhiều loại cây. Nào là ổi, nào là ấy, cái cây gì nhỉ? Nào là mình sẽ trồng rất là nhiều loại cây. Nhưng mà ổi thì thằng em nó gửi vào hôm nay bị lỡ chuyến rồi, lỡ chuyến xe rồi. Phải chuyến sau. Tại vì báo em nó chậm quá. À, nó cắt trước nó ươm đấy có sao đâu. Thì cắt trước nhưng mà thay vì mình nói thì mình lại không nói, chiều hôm qua mới báo thì lại trời mưa thì em nó cắt không kịp. Măng cụt đây cả nhà ơi, đến khi nào mới có trái đây? Măng cụt không biết mấy năm rồi, 4 năm rồi. Măng cụt lâu lắm, măng cụt lâu ăn lắm. Được rồi, em thấy sâu rồi mà. Bên kia hôm nay người ta phát cỏ hay sao? Rồi, ok. Đây trồng cây gì đây? Đây trồng cây măng cụt. Thôi em thấy măng cụt nó tán nó thấp lắm, chỗ này đường đi chắc không được đâu. Măng cầu. À. Măng cầu là cây đào. Đây đây đây. Trời, hố bé tí này đào lỗ to đùng. Thôi được không sao. Rồi. Thế còn cái cây măng cụt này chắc cũng gần. Cho lên bờ mương. Đây trồng măng cầu. Thay đổi ý kiến cả nhà. Hai cái băng cầu gần nhau luôn nhá. Vâng. Thay đổi kế hoạch. Nghĩa là lúc đầu là tính trồng cái cây măng cụt ở đây. Hai cây gần nhau và gần nhà. Thế nhưng mà cây măng cụt nó lại xum xuê lắm, cái tán nó thấp lắm. Không, nhưng mà rất là muốn cần có một cái cây nó bóng mát. Cái cây này cũng bóng mát. Cây này nó không có bóng đâu. Kệ nó. Không có bóng tí nào. Vả nó xác xơ. Kệ nó. Cây chôm chôm này nó cũng xòe to. Nó cũng xòe to. Thôi trồng hai cây đấy ở đấy đi. Cây nhãn nó cũng xòe to. Thôi đem cây măng cụt xuống đây hoặc là để lại đấy để trồng lên bờ mương đi. Hoặc là mình trồng cái cây lê kê ma lùi vào trong, trồng một cây măng cụt ngay đầu đấy. Nhờ. Được không? Được ấy. Đấy, bờ đầy chỗ rồng mà, nhưng mà. Ồ.
Ôi sao mà ngô nó nhanh lên vậy hả bác Năm ơi? Lên hết rồi này. Ồ. Này 2-3 ngày nữa lại làm quả ngô rồi cả nhà ơi. Đây. Ngô lên hết rồi mà. Lên ngang cỏ rồi. Lên ngang với cỏ rồi. Wow. Cái này là bác Năm bác ấy trồng là đang trồng chay đấy nhờ, chứ trồng không có tí phân lót nào đấy. Đến bữa nào vun thì mới cho nó một tí vào thôi. Này mà trồng hết thì có mà chục ký ngô. Anh Năm nhờ. Này mà trồng hết vườn có mà chục ký ấy. Nhà ơi, mới trồng đây này mà nó đã lên như thế này rồi đây này. Đấy. Đấy. Ngô đấy, bỏ 2 hạt lên 2 hạt. Ôi em thấy nó lên đều quá. Đây Ngọc Thủy cho cả nhà thấy. Wow. Cái này là cái gì đây cả nhà ơi? Mọc rất là đẹp. Có thằng em nó bảo là đông trùng hạ thảo cả nhà. Wow. Cả nhà ơi, cả nhà biết cái gì không? Cho Ngọc Thủy xin một bình luận nhá. Wow. Nhiều lắm. Trời ơi. Đừng có nói đây là đông trùng hạ thảo thật nha. Wow. Nếu thế thì Ngọc Thủy lại giàu to. Cả nhà cho Ngọc Thủy xin một bình luận nha cả nhà nhá. Đây là một anh thợ phát cỏ. Trời mưa bay bay nên phải mặc cả áo mưa để phát cỏ. Nhưng mà cũng rất là hay. Nó sẽ không có bẩn người. Bác Năm đấy cả nhà. Bác Năm phát cỏ để bác Năm trồng ngô. Ngô hôm bữa trồng được cũng khá là nhiều rồi. Nên bây giờ bác phát thêm và bác trồng thêm để cho bác trồng ngô để bác ấy chăn nuôi. Chứ thực ra thì Đồng Hải và Ngọc Thủy rất là nhiều việc sẽ không làm được. Đấy, bác làm, bác làm, bác ấy làm bằng máy thì rất là năng suất, một người làm bằng 3-4 người. Bác ấy phát bằng cước. Ý, phát bằng cước hay bằng dao đây không biết nữa. Chắc là phát bằng cước đấy. Thì làm điện nghệ lắm, bác ấy làm lâu rồi. Đây chắc trồng cây nhãn vào đây hả anh? Cái đào lỗ đây. Cái đào lỗ đã hả? Hết.
trồng một hàng đây, để trồng một hàng hết, trừ mấy cái cây trồng bờ ao đây. Bờ ao thì chỉ có 5-6 cây thôi. Mấy cây măng cụt nhé. Chỗ này may mưa đấy nhỉ, nếu mà nắng là đào không được đâu. Tại vì cái xe hôm bữa xe máy múc nó đi ấy. Đi, có đi lên đây đâu. Chỉ có mỗi tí cái mặt chứ cần. Nhưng mà chỗ này có đi không? Chả đi là biết. Cái bên xích này của nó rộng 3 mét nữa mà. Trồng xong rồi mình mới làm bồn sau hả? Để bỏ phân sau hả? Đúng không? Mình mới mở bồn sau, bây giờ mình mới chỉ trồng thôi đúng không? Tại vì bỏ phân là mai kia sẽ không bỏ vào gốc nó đâu. Thì trời nó đang âm u, đang mưa thì mình đào lỗ mình trồng rồi đến lúc mình mở bồn sau. Đây rất là nhiều mối nha. Đang lắc ít mối, cái lắc đang lau ít mối hơn, thế con tôm thì đặt mối luôn. Ok, xong rồi. Thế mình cho bao nhiêu mối nhé? Để trừ 4-5 cây dừa này. Một cây roi này là 6 ở dưới kia này. Vâng. Hai cây chanh. Hai cây măng cụt. Hai cây măng cụt đồng trên kia này. Hai cây chanh. Một cây ấy, ấy. Mấy cây ở trên bờ mương. Đây là bao nhiêu cây phải đến nữa. Chỉ biết đường đào lỗ thôi. Em lấy em nhận đó. Cây này bầu nó to, bầu nó to rồi đào sâu. Không nhận đào được. Đây là mình mới chỉ đào để trồng thôi chứ chưa phải là đào bồn để chăm sóc đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình tranh thủ nó đang mưa mát đi. Ừ. Đào nó thật sự. Ôi em thấy thế là được rồi, sâu lắm rồi đây. Thật sướng thế, đào nó như là nghịch. Thật. Như là nghịch. Thật. Nói hay ghê. Cây này là cây nhãn đó cả nhà. Nhãn này là nhãn siêu ngọt. Nhãn miền Nam. Thì đồng thấy cái bác chủ vựa, bác ấy bảo thế. Bác cái gì? Tay còn ít tuổi hơn mình. À thế à? Hôm qua anh hỏi à? Ừ. Kém mình mấy tuổi. À. Tay được không? Được. Có gần nhau quá không? Không gần nào nhỉ? Không thì xích xuống dưới thôi, chắc đến đấy là được rồi đấy. Được rồi đấy. Đất nhà mình rộng. Đúng không? Ừ, cũng được. Quyền quyết định, quyền huynh thế huỵch mà. Hỏi cái việc này. Không phải là mấy cái cây này, cây chôm chôm này, cây nhãn thì nó đều xòe cành to ấy. Mình cho nó. To thì nó chỉ trong vòng 3 mét thôi. Thế thì đây có phải đến à, 3 cây, mỗi cây 3 mét là 6 mét. 6 mét. Thế tha hồ. Này là thành 2 hàng. 1, 2, 3 hàng cà phê rồi. Thì gần. Cái cây. Mấy cây. Cái gì nhỉ? Cái ấy thì nó lại chả có tán. Cây nào? Cây quả măng cầu ấy. Tán nó lưu đều. Đây cây mãng cầu này, thế thì sao không trồng sát luôn đây? Đây cây mãng cầu. Đây giờ trồng mãng cầu à? Ừ, cho cây mãng cầu vào đây. Đúng rồi. Chỗ này đi. Cho nó đều, nó nhìn cho nó đẹp đẹp ấy. Đúng rồi. Nó cân nhau giờ. Chỗ này tía không đau đâu anh ạ. Cái gì mà té không đau? Trồng chỗ nào mà té xuống nó không đau ấy. À,
à, trèo lên vắt nứt quả. Đúng rồi. Bây giờ ta có dụng cụ út quả chứ. Ai còn trèo nữa. Giờ họ bỏ trèo rồi. Mình có trồng một cây dâu da. Cái dâu da này bác ấy cũng kêu là ngọt. Dâu da miền Nam này này. Miền Nam này nó có những cái vườn dâu da ở xuống miền Tây kia. Bát ngàn. Nó dùng. Là cái quả xanh xanh ấy hả? Trắng à. Trắng. Trắng trắng xanh xanh đó phải không? Nó vàng vàng đấy. Sao anh? Ở ngoài Bắc thì nó đỏ. Em có mua một cây đấy nhưng mà đắt lắm, 70.000 một cây á. À, Bắc là dâu da rừng, không có dâu da trồng. Thế á? Ở đây chắc không có khỉ đâu. Ở trong khỉ xuống Sài Gòn đầy. Sang bên Cần Đước nó chạy ra bờ ngoài đường đây. Cần Giờ. À Cần Giờ. Cái lỗ này đào nông nữa. Cái bầu nó nhỏ xíu. Thế là được rồi đấy. Không để lúc mình còn đánh bầu kia nữa mà đánh. À đến lúc mình còn đánh bồn ấy. Ừ. Thế vẫn phải trồng sâu anh ạ, vì cây ăn trái mà. Vâng. Đánh về thì nọ. Nó rút máy về một cái là trời mưa đấy, mưa 3 ngày nay đấy. Cọc cả đây thì thiếu gì cọc. Thế hôm qua anh chặt chuối ở đâu? Nhà Ngọc mà đã... À. Thì nó cầm ném cái lưới cái là xong. À. Đó, có khúc là bên dưới đây vẫn ngủ kìa. Còn cái bên này nó không có thì em để cặp lên xe xuống được. À. Con là muốn đánh xuống cái ngày trước để đường kiểu bắp lên đó. À. Con đập như cái kia kìa. À. Đánh xuống được khúc và chén ba tên lên và xong rồi. Nó đầu đoạn quay lên đẩy cái xe lên trên trên kia là vác lên được mấy cây. Có cái nó ăn chứ. Có... Chắc là mua của bác 5 con thôi. Có 5 con thả chung với mấy con gà đấy để mai mốt. À lại lấy đủ cặp hả? Ừ thì 6 con. Nó thật chứ ngày trước anh làm nhà cái cũng mua bà Hường nó mua rẻ rồi có cái ăn như lúc đi mua thôi đó. Vâng. Bán rồi thì ăn mua 8 và 9 con nó chứ làm thịt ăn dần như bọn thợ thiết thì ăn cả nhà ấy. Chứ con nó rồi chứ. Nó đỡ đi. Đây thì... Bà Hường thì bà cứ chạy nhà bảo làm thứ ngang đấy bác. Bà phải nuôi á. Nhà mình đây thì giỏi lắm, coi như làm xây 4 ngày là xong. Thôi kệ nó, mình mua mấy con làm thịt. Ừ. Nhưng mà mình làm cái phụ linh tinh lâu lắm. Nhưng cái linh tinh mình khác làm thôi. Chứ biết làm sao ăn cơm thừa, cái cặn không ấy thì chứ bỏ nó ăn. Nó ăn đó nó mập sau nó muốn ăn mà thịt nó làm cái gì đâu. Vâng. Nó nhiều quá, nó ăn chịu không nói chứ. Em thích nuôi lắm. Nói chú cái thằng quan cơ bảo. Cháu thấy chú tờ mờ sáng chú đã chạy ấy là dậy rồi. Bảo cháu thì không dậy có mà la cửa đó. Thì bọn nó làm có lương thì 7 giờ, 6 rưỡi nó dậy. Vâng, đúng rồi. Không cần dậy sớm. Thì cực dậy lắm, không dám sang ở đó. Con đứng phong thủy. Hán ngữ coi như là để chấn yểm bùa ma quỷ. Cái gì à? Làm bấm gì á? À? Đang chấn yểm đây. Cái dòng cây này ta phải cúng thần linh, cúng thần đất đấy. Ây, chìm đèn cũng giống như bào thai sao? Cái chìm đèn lại cây đừng có cắm thai. Xuống gãy cái cây kìa. Ta không biết gỡ nó ra à? Không biết gỡ buộc lên lại. Lại buộc bằng cái dây sắt đó, lấy tí này trồng xong đi lấy cái bây cây này. Tạm thời với nó đang thế này á. Cái dây của nó. Thiên linh linh địa linh linh. Dòng cây ấy, linh tinh.
cây nó bị ngã này cả nhà, nó bị cái ngọn nó yếu quá, tí nữa trồng xong rồi chặt cây để cắm. Cây này cái ngọn nào nó chả thế, ngọn nó bấy, ngọn này ngọn cây bứa ấy. Cây này, cái cây măng cụt này ấy, thì giống hệt cái quả bứa ở ngoài miền Bắc. Quả bứa thì là nó là cây dại ở trên rừng thôi. Mà ngày xưa để nói là cái đất Đồ Sơn ấy, của Hải Phòng ấy, là vương quốc của cây bứa, bứa 3000 thì bây giờ không có một cây nào. Chặt hết rồi. Coi như bây giờ nó là thành phố Đồ Sơn rồi. Nó không còn tí cái dư âm nào của cây bứa nữa. Mà cây bứa thì thể hiện cho Ngọc Thủy. Mọi người biết là thể hiện. Đại diện là nó mọc cành ngang ấy cả nhà. Nói là Ngọc Thủy ngang bướng ấy. Nhưng mà mình có ngang đâu, có bướng đâu. Để chồng nói cái gì nghe lời răm rắp. Hết sức cẩn thận không nó vỡ bầu ra đây. Đồng Hải làm cẩn thận sợ vỡ bầu. Sao không sợ cơ chứ? Đấy, đào cái hố rất là sâu. Cái này thì lúc mình còn làm bồn nó cơ mà. Lấy cái cuốc. Như anh vun bằng tay á. Cây ngọn này rất là bấy. Cái này ăn được ngọn nó chua chua mà. Nhìn nó khổ thân nhỉ. Cuốc đằng sau kìa. Cuốc thì chứ làm sao bằng cái này được. Xong được một cây rồi cả nhà. Kẹp sẵn cái dây buộc con tí buộc từ dưới lên kia. Tí nữa chặt bó cây ở dưới có sẵn rồi. Anh bỏ một thìa humic hả? Cái gì? Một thìa thuốc kích rễ hả? Một thìa thuốc kích rễ. Nó là phân kích rễ chứ không phải thuốc đâu đúng không? Ba viên này là để làm đẹp cho đời, yểm bùa đấy. Ấm bà là xì ý mà là xèo bánh núp. Thấy ghê không? Cây này là cây hồng xiêm. Đang có quả đấy. Tại vì cái cây này là người ta ghép nên là đang ra hoa và có quả luôn rồi. Tất cả các cây toàn ghép hết đi. Chủ yếu nhỉ. Cây nào không ghép ra. Cái hố nó rất là sâu cho nên Đồng Hải phải quỳ xuống. Xong rồi thả nó để nó vỡ đi à. Cái này là sang năm là được ăn đó cả nhà ơi. Xuống hố. Thực ra thì rất là nhiều việc. Nhiều việc lắm ý. Nhưng mà tại vì trời nó đang mưa cho nên là phải mua cây để trồng cho nó gọi là cho nó đỡ phải tưới và nó không bị không bị nắng, nó không bị chột đi nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ xuống mát.
mấy cây hồng xiêm nhỉ? 2 cây. Xiêm ăn ngon lắm. Quả quanh năm ấy, cây này cái bác chủ vựa bác ấy bảo thế. Đúng rồi, hồng xiêm nó ra quanh năm. Ra được quả xong rồi lại ra hoa luôn. 70.000 một cây to đùng nhỉ. Chỉ có giống thì chỉ có sầu riêng là đắt thôi, sầu riêng là 160-170 một cây. Bây giờ hết sầu riêng to rồi, không còn. Không nhà nào còn sầu riêng to nữa. Ra bão đây. Còn gì còn cây nào? Bên trong mình chưa vô mà. Không còn cây nào nữa, chưa hết đây. Rồi. Ô văn kê, 2 cây đã được hoàn thành. Xuất sắc. Theo em thì chắc là nên bấm cái cành của anh đang ấy đi. Không, kệ nó đi. Kệ nó hả? Bấm là cột đi. mình cắm cây là được nhỉ? Cắm cây là cắm mình cột. Thế nào, tiếp hoa. Tục. Nó đang ra hoa này. Đây là cây chôm chôm. Cây này là cây thứ tư rồi đúng không? Đúng rồi. Dòng cây thì lại cần nắng làm cái gì? Mưa đi xem nào. Mưa cho nó mát cây. Nay vẫn mưa mà. Có thấy mưa rồi đâu. Sáng nay vẫn mấy trận mưa rồi. Chắc là từ cái đám này trở lên là bác Năm không làm đâu anh ạ. Cỏ chanh bác. Cỏ chanh. Cỏ chanh. Vỡ bầu này. Sao đâu. Đấy, ổn mà. Nằm quá. Chỉ bỏ một tí thế thôi. Thay vì cái bác kia, bác ấy bảo là phải bỏ lân rồi bỏ phân nở. Nhưng mà mình chưa mua được cái thứ đấy. Thôi cứ trồng cho nó bén đi rồi mình bỏ sau. Bén thì bỏ qua xa rồi mà. Tại vì trời nó đang mưa, đang áp thấp nhiệt đới. Thì mình trồng cho nó đảm bảo đi, nó bén đi rồi mình chăm sóc sau cũng được. Cái này là gọi là chia mì chính. Một đúng một cây một thìa là một thìa. Cho thêm có sao đâu. Không, cho thêm nó cũng tốt. Sao không tốt thì. Nó, cái cây này cái gốc dễ nó già rồi. Dễ nó già rồi. Mình thích thì mình cho một ít đất nữa lên. Nó cùm lên nó thì. Phải chia ra cơ. Chúng ta cũng phải đặt theo cái phong thủy của nó ấy. Kinh. Nó mới tiêu diệt được cái mối chứ có phải cứ cái nhãn thả. Nhãn này là phải cắt cành ấy. Ý là đến lúc mình bẻ cái, nó có quả rồi ấy. À. Cắt cành thì nó ra chồi nó lại mới có quả. Nó đau lên nó tức nó ra cành khác ấy.
bẻ cái đầu cành quả, phải bẻ cành to đi đâu. Không, cắt trụi luôn ý. Không tin lúc nào anh cứ hỏi bác ấy mà xem. Dạ, mày hỏi nhãn người ta rồng đầy ở trên nhà mình cứ là nó chỉ bẻ cái cành nhỏ đằng đầu ngoài ra chứ ai nó đi. Kể cả ổi cũng phải cắt cành nó ra chồi nó mới có quả. Trước là con em ở dưới quê còn Vinh. Vinh Tiến nó rồng. Rồng cái ổi Đài Loan ngọt lắm, ngọt lít. Hạt cái bé tí đặc. Thế là phải cho nó đại phá rồi mới rồng rau. Chắc là không hiệu quả kinh tế. Phải cho bán nó cũng kém đúng. Đấy, anh cắt anh xé mạnh cái là nó ra đến đáy đấy luôn. Có phải là cái cây nào cũng ấy ở đâu, cái cây bầu nó chắc thì mới được, cái cây bầu yếu kìa. Thế à? Cây này to anh nhỉ? Cao, to, tán nhiều. Mấy tháng sau nó được ăn rồi. Cây này nó có lực ghê luôn. Đừng cẩn thận nè. 3 tháng sau có quả chín rồi. Đây này. Có quả này cả nhà ơi. Đấy. Rồi hoa đây nữa này. Đừng dông cẩn thận nó không chuột được. Hoa này. Hoa này. Đấy. Còn cái hoa này nó đã đậu quả luôn rồi ấy anh. Ừ. Quả nhỏ này. Thế thôi, cái quả mới bảo là mấy tháng nữa cần được bán này. Các đại lý hoa quả chắc là gửi về Sài Gòn đi. 2 năm nữa thì có mà trái cây là được ăn rồi. Chả biết gì nhưng mà sang năm thế nào cái cây này cũng được ăn. Sang năm gì? Mấy tháng nữa là được không, ăn? Không, mấy tháng nữa chắc không được ăn đâu. Mấy quả rồi? Cây này cây chôm chôm nên là cái hố nó nãy anh đào sâu nhờ. Đâu, phải đào sâu chứ. Đào sâu hơn ý, chẳng qua đâu là nó có bầu, nó có cái bồn ấy. Ừ. Đây mình đào tay, mình cả đào sâu thì cái này dễ ít. Cây này nó xuống là nó sẽ phát triển nó luôn đấy anh ạ. Này cái mầm nó ra non non rồi đây này. Được mưa, được phân. Chột nó mưa, nếu nó mưa cho vài ngày nữa thì mỗi hôm nó mưa ít đi. Nó không mưa nhưng đất nó ẩm với lại trời nó không nắng thì cũng ảnh hưởng gì. Nó đang ở trong bồn thì mấy ngày nay mưa liên tục. Mưa cả ngày, mưa không có mặt trời. Mà nó đang ở trong bồn thì cái dinh dưỡng nó làm sao bằng được ở ngoài đất. Mà trong khi đó mình lại cho một chút xíu cái kích rễ, đúng không? Đây mọi người ạ, dọc từ đây lên trên kia thì buổi sáng nay thì vợ chồng mình cũng trồng được một số cái cây ăn trái rồi. Như là vải, nhãn, chôm chôm, măng cụt, xoài, rồi vú sữa, nói chung là trồng các loại linh tinh. Dự trù thì mình sẽ trồng tất cả dọc hai bên bờ đường này là cây ăn trái. Hiện giờ thì đang đợi còn 50 cây ổi lê Đài Loan của một người em ở ngoài Thanh Hóa thì đang gửi vào, chắc là mấy hôm nữa mới vào được thì mình sẽ cũng trồng dọc theo ở bờ bên này nữa. Bờ bên này thì mình trồng các cây loại này rồi. Thì phía bên này thì mình sẽ trồng toàn bộ là ổi. Đấy, còn rất là dài từ đây xuống dưới kia xuống đến ao luôn. Cái dòng thành một con đường
mà ở giữa, còn hai bên thì là hai hàng cây ăn trái, thì phải nói là đến khi nó lên thì chắc chắn là rất là đẹp. Còn chung quanh thì nó là vườn cà phê, và còn sầu riêng nữa thì khi nào mình trồng thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Bởi vì chương trình ở vườn này mình sẽ trồng thêm tầm khoảng độ 50 cây sầu riêng nữa cơ. Thì những cái chỗ đó thì là những cái điểm không liên quan gì đến những cái cây cà phê, những cây khác, thì mình trồng riêng để mình dễ chăm sóc. Đấy, bây giờ nói thật sự là mình cũng tương đối là ưng ý về cái việc trồng những cái cây ăn trái này. Bởi vì cây ăn trái thì thứ nhất nó đẹp vườn, thứ hai là nó có cây trái để ăn, và nếu mà nhiều thì có thể là bán được nữa. Chương trình vợ chồng mình rất là bận, thật sự là rất là bận ấy. Bởi vì là đây này, mọi người nhìn thấy cỏ này, cỏ đang rất cần là phải phát. Cũng may là bác Năm bác đang trồng ngô ở đây nên bác ấy phát cho một số rồi, còn những chỗ nào mà bác ấy không trồng ấy thì mình sẽ phải phát đi, bởi vì mình mới bỏ phân cho cà phê non mà, nên không phát thì cỏ nó sẽ ăn mất phân. Còn cái cà phê già kia nữa cũng phải phát cỏ này, cào bồn, bỏ phân. Nhưng mà những cái đấy thì cỏ thì có thể là mình phát được một phần, còn phân bón ấy thì chắc phải đi thuê, bởi vì phải bón cả tấn phân rồi, không ít đâu. Thấy bà xã mình đã buộc lên đến trên này rồi đây. Buộc hết chưa? Rồi thôi, thế về nghỉ trưa đi, muộn lắm rồi đấy. Hôm nay thì vợ chồng mình làm cố đấy, bởi vì giờ là quá muộn rồi. Chiều nay sẽ trồng nốt còn một số dừa này, rồi thì chanh trước, rồi một số cây nữa thì chiều mình sẽ trồng ở dưới bờ ao và trên bờ mương trên kia nữa cơ. Thì chương trình là lần này mình chỉ trồng này, tạm mấy chục cây này thôi, còn phải tập trung vào để làm cỏ, bỏ phân đã. Xong sau đó đến hôm nào mà có thời gian ấy thì sẽ bắt đầu tiếp tục trồng sầu riêng và trồng thêm một số các cây trái nữa. Bởi vì đất của vợ chồng mình tương đối là rộng. Thì cái măng cụt đâm ra nó rất là bấy, cái ngọn nó ấy. Nó giống như ngọn cây bứ ấy, nhưng mà nó cũng không sao đâu. Rồi về đi nhỉ? Rồi giờ thì tương đối là muộn rồi. Vợ chồng Đồng Hải xin kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo trong chương trình làm vườn của vợ chồng mình. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.